Chào mừng các bạn đến với kênh Điện Nước 824. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái cách làm một cái lưỡi đục đa năng nha các bạn. Thưa các bạn, đây là một cái cây đục bê tông. Cái cây đục bê tông này, cái đặc tính của nó là nó dày và nó cứng. Có thể mình đục cái bê tông, xi măng, những cái đồ cứng. Còn cái lưỡi đục, cái này là cái lưỡi đục gỗ, thì cái bảng nó mỏng hơn và cái cạnh sắt của nó bén hơn, thì để có thể đục gỗ. Thì ấy mình là bây giờ mình muốn sẽ chế cái cây đục gỗ này lại thành đục đa năng, có thể là đục gỗ cũng được mà đục bê tông cũng được, đục xi măng các thứ nó xài chung một cái cây lưỡi đục này. Thì đối với cái cây lưỡi đục gỗ thông thường đó các bạn, thì nó gồm có hai phần đó. Cái phần này là cái phần lưỡi và cái phần cán. Cái phần cán thì nó thiết kế theo hình nhọn, trên đây nó hình nhọn để mà có thể gắn cái cán gỗ vô đây. Thì đối với nếu như mà mình gắn cái cán gỗ đó, thì mình chỉ để đục gỗ thôi nha các bạn. Còn nếu mà mình đục vô cái vật cứng quá như là bê tông hay là gạch đó, thì cái cán gỗ nó rất là dễ bị bể. Thì do đó thì mình sẽ chế nó lại để mà nó không không dùng cái cán đó, mà nó sẽ mình vẫn sử dụng được nha. Thì ở đây mình sẽ sử đầu tiên đó là mình sẽ lấy cái máy cắt, mình cắt bằng cái chỗ đây đi, cắt bỏ cái phần nhọn nó đi tới cái chỗ chữ T này nha các bạn. Đây, cái này là mình đã cắt xong rồi các bạn. À, cắt bằng ở đây. Thì như vậy là lúc mà mình sử dụng cái búa đó các bạn, mình sẽ đục vào đây. À, cái búa mình sẽ đục vào đây thì ở chỗ đây nó sẽ bằng phẳng nè. Nó rất là dễ đục ha. Rồi còn ở đó, ở cái phần thân này đó, mình đã chế nó thành là một cái cán. À, muốn mà cái cán của nó cầm êm tay không có bị đau tay đó, thì mình lấy một cái lớp cao su này mình quấn nó làm thay cho cái cán. À, các bạn quấn hết cái chiều dài của cái dây cao su này. Sau đó mình lấy băng keo đen, mình dán xung quanh nó bảo vệ cái dây cao su của nó. Khi mà các bạn xài một thời gian đó các bạn, thì mình sẽ cầm nó ở trên cái phần cán bằng cao su này, mình sẽ đục nó thì nó rất là êm tai, nó không có bị đau tai nữa. Cái cao su này nó đàn hồi tốt hơn là gỗ nữa. Khi mà mình sử dụng một thời gian đó, cái lớp băng keo này nó có bị rách rồi đó, thì mình lại quấn thêm một hai lớp vô thì nó lại tiếp tục bảo vệ, nó không có bị gắt tới vô bên trong nha các bạn. Rồi với cái cách làm này nó cũng rất là đơn giản, các bạn có thể tự làm một cái lưỡi đục đa năng để cho mà mình sử dụng cho ở nhà. Còn nếu mà các bạn không có cái máy cắt á, thì mình đem ra ngoài chỗ thợ hàng đó các bạn, thì các bạn nhờ thợ hàng người ta cắt giùm mình thế này, thì trả công lại cho thợ hàng ha. Còn nếu mà nhà mình có máy cắt thì mình tự cắt lấy cái này. Còn cái thao tác mà quấn băng keo với lại cao su này thì rất là đơn giản, mình tự làm ở nhà cũng được. Rồi Hoàng rất cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.